Public Trà Xanh hỏi rằng: Kính bạch Thầy, gia đình một bác trong tổ đi chùa của chúng con có một sự việc thế này, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Mấy năm gần đây, năm nào cũng có người tự dưng nhìn bác ấy, nói nhà này sắp có tang. Bên nhà chồng bác ấy có nhiều người nam bị chết. Năm nay con trai bác ấy bị bệnh và bác ấy lo việc người ta nói sẽ ứng đến nhà bác ấy. Xin Thầy chỉ dạy cho bác ấy ạ. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Thầy. Thì kính thưa đại chúng, với giáo pháp của Phật thì biết rằng sinh tử thì là lẽ tất nhiên, ai cũng đã sinh rồi thì phải có tử. Còn tử lúc nào nó còn tùy theo duyên nghiệp, duyên phước của người đó nhé. Thì trong kinh Đức Phật có dạy là cái cách để chúng ta có thể kéo dài được thọ mạng, khi mà cái thọ mạng mình còn thì mới được. Tức là mạng sống của mình, Thầy vẫn lấy ví dụ, mạng sống của chúng ta nó giống như là cái bấc đèn đấy. Mỗi người khi sinh ra đời này là có một cái bấc đèn khác nhau, bấc ngắn, bấc dài, phao dầu cũng khác nhau, bóng đèn cũng khác nhau. Đấy, cái bấc ngắn, bấc dài là do cái định nghiệp tiền kiếp nó khiến lên chúng ta. Đó, gọi là cái phước báo thọ mạng. Thế khi sinh ra kiếp này rồi, cái người nếu mà cái bấc đèn mà ngắn, tức là người này tự nhiên ấy là sẽ thọ mạng không dài. Vì bấc đèn ngắn, cháy mà hết bấc là nó sẽ tắt. Nhưng người này nếu biết làm phúc, biết đổ nhiều dầu vào, lúc nào bình đèn cũng ngập dầu thì cái đèn ấy cũng cháy được rất lâu. À, tuy bấc ngắn nhưng dầu nhiều, dầu đầy thì đèn vẫn cháy sáng được rất lâu. Đó. Thế còn những người tuy sinh ra kiếp này được cái phước báo thọ mạng dài, đó là bấc dài, nhưng mà lại không chịu làm phước, à, đi làm nhiều ác nghiệp, tức là giống như bình bị bể dầu, chảy hết dầu. Thế thì bấc tuy dài thì cũng chỉ cháy một lúc là hết thôi. Hết thì cũng là chết. Đó. Thế thì cái thuyết về thọ mạng của chúng ta là như vậy, để chúng ta hiểu về thọ mạng nhé. Thì yên tâm như vậy, Phật dạy chúng ta chăm chỉ tích phước báu. Những phước báu cần làm để giúp chúng ta trợ duyên cho thọ mạng như là chúng ta phải nuôi tâm từ bi, thương người, thương vật và cứu người, cứu vật. Thứ hai, phóng sinh, bố thí, cúng dường, cho thuốc người bệnh, giúp cho bệnh nhân. Đấy, giống như hôm nay Thầy có một số Phật tử về rồi ủng hộ để cho các bệnh nhân mà đi mổ mắt, đấy cũng là làm phước báo. Những việc phước báo ấy sẽ giúp cho mình được thêm cái phước báo về thọ mạng nhé. Thế cũng ở đây thì có một số Phật tử có bạch Thầy là con cái thì bệnh rất nặng, cháu giống như bị ung thư mà giai đoạn cuối rồi, có khả năng cháu phải ra đi. Thì Thầy đã nói là cái phước báo thọ mạng của cháu nó còn rất ngắn. Tuy mình có đổ thêm dầu, nhưng vì cái đoạn bấc nó chỉ còn một màu rất ngắn thì nó cũng không thể nào cháy được lâu. Vì bấc nó chỉ còn một ly, hai ly thì nó chỉ là đốm lửa thôi. Đổ đầy dầu thì nó không thể cháy được lâu. À, đó, nhưng nếu mà cái bấc cháu còn dài thì thêm phước là cháu sẽ được thêm thọ mạng. Đấy, để các Phật tử hiểu được cái lý thuyết về thọ mạng của chúng ta. Nghe không? Thọ mạng là cái bấc ấy cháy được ngọn đèn sáng hay không phụ thuộc cả cái dầu nữa, cả cái bình đèn, cả cái bóng đèn nữa. Cái bóng đèn để chắn che cho lửa nó được cháy. Cái bóng đèn nếu chúng ta đập vỡ thì là lửa cũng tắt đấy, đèn cũng tắt. Cũng giống như người sống buông thả, uống rượu say sưa, phóng xe trên đường, đấy là làm vỡ bóng đèn thì đèn phải tắt, đèn tắt là đời mình tắt đấy. Nghe không? Đó, là người không biết giữ gìn. Không biết giữ gìn thì cũng vậy, chứ không phải cái chuyện bình thường. Cho nên để bảo tồn, để giữ được mạng sống chúng ta được lâu dài là rất nhiều nhân duyên, thưa đại chúng, không phải một chuyện đơn giản. Thầy xin trả lời cái nick của bạn này nha. Yeah.